Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Cốc Quay TV. Chào bạn nhá. Anh em đang đếm ngược ngày chia tay em Kỵ đấy các bạn ạ. Thế nên hôm nay cho em Kỵ em mới đi về. Đãi em Kỵ đặc sản ở ao nhà. Đấy, anh em mình nhà hôm nay đi xúc được một ít cái mực. Mực này nếu mực, mực nhỏ. Đúng mà ở dự biển là chắc là cũng chỉ này, chấm xì dầu mùi tạt là ấy thôi. Mình thấy mọi người Kỵ lại không bỏ mắt đi đúng không? Đây là mực tép các bạn ạ. Hút như thế mình cho vào thấy mọi người ăn là cho cốc xong nó khắc tự hút cái nước sốt lên xong chén luôn rồi. Ở biển thì các bác có thể sở hữu được những con mực tươi được. Sống còn ở trên này thì trên núi của mình thì mình mua ấy là nó đang có ở với đá cho các bạn. Tập trung là cấp đông rồi. Đúng rồi. Lên khỏi biển là phải cấp bông. Còn lên đây tươi thì chắc khả năng khó lắm. Khó. Quá xa các bạn. Ngon nhỉ. Hôm nào mình thử anh em mình sẽ phải ra biển trải nghiệm mà thưởng thức cái món ẩm thực sashimi cá mực này. Ok. Đấy thì mực tươi thì anh em mình tươi sống dễ đành đạch thì không có, nhưng mà mực kiểu này thì anh em mình có. Nhưng mà không phải là không có mà anh em mình không nấu đâu nhá. Anh em mình vẫn biết cách chế biến thế nào cho cái con này nó ngon đấy các bạn ạ. Đơn giản thôi mọi người ơi. Hôm nay anh em mình sẽ chế một món để anh em mình nhậu cùng em Kỵ. Còn 1-2 ngày em mới về rồi. Chờ làm nào cho em về nhà em nhớ anh em mình lâu dài một tí. Nhớ nhiều nhất là được đúng không? Không, 1-2 hôm là đẹp đi. Em về em lại quên mất anh em mình. Okay. Hôm nào sang chơi em ấy lại còn tiếp đãi anh em mình cẩn thận tí chứ không. Sang cho em sang mì tôm đi bận rồi cho ăn mì tôm. Chết dở đúng không? Đây bây giờ thì anh em mình sẽ chế biến cái món về cái con mực này các bạn nhé. Anh em mình sẽ làm tại nhà nhá. Vì thời tiết hôm nay là mưa đang báo bão. Đang mưa. Nó giật rất mạnh, cấp độ rất mạnh. Con này lúc nãy anh em mình cũng có rửa rồi bỏ ruột rồi các bạn ạ. Đấy, rửa đi bỏ hết cái ruột với cả cái mực đen của nó đi mình bỏ rồi. Bây giờ mình cũng phải rửa tiếp nhá. Rửa qua và khử mùi nhé, khử tanh nữa mọi người ạ. Đấy, anh em mình sẽ phải bóc cả mắt này mình ạ. Đấy, khá là nhiều mọi người ạ. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ khử bớt mùi nhá mọi người nhá. Đấy, anh em cho phần khay này để mình cho cái liệu vào khử bớt mùi đi. Rồi anh em mình sẽ sử dụng gừng nhá mọi người nhá. Đấy, bắt thêm chanh. Đấy, mọi người hô chanh mọi người sẽ sử dụng giấm. Thêm rượu nữa mọi người ạ. Đấy, làm cho cái này là cái rượu trắng đấy. Ok. Đấy, cái này anh em mình cứ đảo đều đi. Mọi người ngâm khoảng tầm cỡ 5 đến 10 phút. Đấy, sẽ bắt đầu đi chế biến tiếp. Đỡ mùi quá. Cái này tí nữa mình sẽ rửa qua một lượt nước sạch nữa. Xong rồi mình sẽ tẩm ướp. Khay đầy luôn mọi người ạ. Rồi, thời gian đã được, anh em mình sẽ rửa lại với nước trắng nha mọi người nhá. Đó, rửa thật sạch đi, xong là anh em mình sẽ làm bước tiếp theo với cái phần mực này. Thế ra đã đủ, mình nghĩ là đủ sạch, đủ khử bớt mùi rồi. Thơm phức rồi đấy mọi người, nó không có cái mùi tanh nữa. Ok, được rồi nhá. Bây giờ anh em mình sẽ rửa hai nước cho nó sạch, thật sạch luôn. Rồi, mình sẽ tẩm ướp nhá mọi người nhá. Đấy, gừng, xả, tỏi nhá mọi người nhá. Cái này thì anh em mình tẩm ướp đơn giản thôi, hạt nêm. Đấy, cho tầm 3 thìa hạt nêm, một thìa mì chính. Một chút dầu hào vậy thôi nhá mọi người nhá. Mình sẽ không ướp mắm hoặc là muối gì nữa. Thì cái phần mực này thì nó khá là ok để đổ biển. Đó, đảo đều lên. Đó, cái phần này thì đã xong. Thì anh em mình sẽ đi làm cái phần nước dùng. Đó, cho nó ngấm gia vị. Đó, để nó ngấm gia vị nhá. Xong là tí nữa anh em mình sẽ cho lên đĩa và nhúng cái nước dùng nó là ok mọi người. Đó, cái để nguyên xi đây. Đây là những nguyên liệu để anh em mình sử dụng để nước dùng. Vẫn còn đấy nhưng mà tí nữa sẽ vừa làm vừa chia sẻ tiếp nhá. Ở đây có cà chua này, hành tây này, hành lá này, ớt, dứa. Ok luôn. Dùng luôn rồi nhá. Đầu tiên anh em mình sẽ phun cái đầu phun lên, cho nó hơi thì dễ luôn. Dùng ớt, xả, tỏi các bạn.
Sa tế mọi người nhá. Sa tế, cay. Ăn thêm. Nước cốt dừa nha mọi người nhá. Đấy mọi người có nước té nước dừa thì mọi người cho nước dừa. Dừa. Anh cây mọi người bổ làm đôi nhá. Thơm không? Tiếp theo chuẩn bị ít nước đổ vào. Đấy, các bạn thường ngồi màu đẹp luôn. Nước dùng này thì sẽ thiên hướng là nó sẽ chua chua cay cay. Đấy, ngọt ngọt đấy các bạn nhé. Chua cay mặn ngọt đầy đủ. Nên là các bác ăn với cả cái hải sản này sẽ cực kỳ là hợp đấy. Dạ, anh em mình chuẩn bị lên bơm rồi mọi người ạ. Rồi, giờ thì đun để cho nước dùng sôi lên đã. Nước sôi rồi các bạn ơi. Đấy các bạn có thể nhìn thấy quả nước màu rất là đẹp nhá. Màu cà chua. Và rất là thơm rồi. Thì các bạn có thể cho thêm hành lá chứ mà xong luôn cái phần nước dùng luôn các bạn. Chị. Măng ớt đi các bạn ơi. Mấy hôm nay không quay đến thôi chứ còn măng ớt thì lúc nào anh em cũng có nhá. Măng à. Đấy, lúc nào cũng sẵn hàng măng nhá. Măng thì anh em thái rất là to để gửi đến các bác đây. Măng này thái như thế này ấy, thì nó mới ăn nó mới giòn này, bao giòn luôn các bạn. Bác ạ. Đấy, bác nào đã sở hữu rồi thì để lại bình luận cho anh em mình được biết với nhá. Măng anh em mình làm là măng tre nhá. Măng tre ăn rất là thơm ngon nhá. Liên hệ số điện thoại các màn hình mọi người nhá. Đấy, liên hệ đến số điện thoại nhá để anh em mình sẽ gửi hàng đến cho các bác. Đấy. Đến các bác mua đi, mua xong là để đến lúc hết mùa măng thì mình vẫn còn măng ở trong nhà để ăn mì tôm, bún phở cực kỳ là tuyệt vời nhá. Ok, anh em cho hành lá vào múc lên mâm thôi mọi người ạ. Phần này rất là đơn giản rồi. Chỉ việc lên mâm, chỉ việc gắp. Cho cái phần nồi này. Ui, xoay bay mơ màn hình luôn. Anh em cho đúng là một đĩa các bạn ạ. Đấy, cho nên là lấy cái mâm thì được đúng rồi thì nó tràn nước. Đấy, để lên bếp. Đây là cái sản phẩm lạp sườn của anh em mình nhá mọi người nhá. Hút chân không có thể gửi đi tận trong miền Nam được thoải mái mọi người ạ. Đây là lạp sườn của anh em mình, lạp sườn thì anh em mình vẫn có làm các bạn ạ. Làm bán thì nói chung là không phải là mùa đông ấy, thế là số lượng mình cũng làm số lượng không nhiều nhưng mà lúc nào cũng có nhá. Đấy các bác mà mua thì liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình. Như đây là hai gói, gói này là một gói 5 lạng. 5 lạng, đây là 1 cân. Các bác mua từ 1 cân đổ lên là anh em mình sẽ miễn phí ship toàn quốc. Đấy các bạn. Ok nha, như thế này là 1 cân này mọi người ạ. Có thể ăn làm 2 bữa. Mua 1 cân này là các bác không phải mất tiền ship nữa, tiền ship thì rơi vào tầm bên lấy ship họ hay lấy tận gần 30.000 đến hơn 30.000 đấy các bạn. Đấy, mua 1 cân thì anh em mình có thể free ship cho các bác. Còn nửa cân thì chưa free ship được nhá. Đấy, rất mong các bác ủng hộ nhá. Liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình nhá các bác nhá. Ăn gì thì ăn không thiếu được măng mùa này các bạn ạ. Mùa này cho mì chính nhá. Đấy, nhưng mắm đâu, đảo đều lên là dễ sử dụng. Cực kỳ giòn nhá. Thơm. Thơm mùi mắc mật. Mình tét luôn miếng này cho mọi người. Ăn luôn miếng. Mời mọi người nhá. Mỏng tét. Thơm. Đấy, nước bắt đầu sôi sôi rồi. Cho rau, cho nấm, cho mà thôi. Nấm, này, rau cho sau. Cho luôn cái phần mực đi. Anh nghĩ là thơm với anh cho nhiều vào cho là anh em gắp một thể ra bát khoảng mấy con liên tiếp ấy. Đấy. Đúng lúc anh em mình ăn thì lại có đội cắt cây hay quá nhở. Nghe rủ đội cắt cây về đây ăn các bạn ạ. Đỡ phải nghe tiếng cắt cây. Kịp sôi nhưng mà đã chín rồi các bạn. Ôi, chín đét luôn. Bây giờ mình múc ra bát, mỗi người múc vài con.
con này thì đấy nó đấy. Nhỏ mà co lại như con nhộng nhỉ. Đấy quạt vậy quạt thế múc nguyên ấy, đây này mua anh em múc, múc nguyên mực ra nhá, anh em múc nguyên mực thôi còn dưới nấm thế là chẳng muốn nguội anh em chỉ ăn luôn thế đi xem còn con nào cho con kỵ không. Không còn thì thôi nhỉ, kỵ nhỉ, ăn nhiều mà. Đây, đấy, đấy, tiếp đi nữa, nữa đi. Đây, đây. Đi. Cái này là nó đấy, con này to. Em tưởng hết rồi. Đây. Cái múc phải hết đi, không thì múc dứa với lại nấm. Để lâu là nó teo rồi đấy. Đấy. Cắp luôn em. Cả nấm luôn, ôi dồi. Chưa chín. Bây giờ phải gạt hết, múc hết thì không là anh em mình thả cái đợt mới. Rồi, đợi nguội phát anh em múc luôn để mới các bạn. Đấy, xôi này, nhiều vào. Có phát là lại xôi này. Có xôi này. Ok. Đấy, nguội nguội rồi, chuyển luôn anh em nhá. Mời mọi người nhá. Đấy, làm tí xì dầu. Mời mọi người nhá, mời anh em đây. Ngọt. Mời mọi người nhá. Phát hai bà con rồi. Này này nó to hơi là như cột như cái kén nhộng các bạn. Xin mời bạn nhá. Hợp lý đấy. Làm tí bia đâu. Cũng giòn mà. Quá ngon. Ăn cái con này không ngon hơn. Lúc đầu anh em mình làm sở hữu thì nó ra có cái vị cái mùi rất là tanh nhá mọi người nhá. Nhưng mà qua sơ chế thì bây giờ thơm phức luôn mọi người ạ. Thơm phức luôn. Và luôn và chua chua đấy. Nấm đấy chua chua thơm thơm ngọt ngọt bạn nêu dùng làm thêm tí nấm à quên đây măng. Là măng ớt của anh em mình liên tục và đúng không ạ mực và nóng đấy, măng ớt chấm xì dầu cô yêu thương để làm gì luôn đây làm giỏi quá đúng bài rồi hớt 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 theo là đấy một kỹ gạt lần này đi được gạt vòng xung quanh lên ủ được hai con đây rồi ok đó mình không biết có con nào không con phải đây đây phải múc hết đi anh ạ các cái lượt đấy ủ rồi lượt mình cho cả em dứa này vào đây, em thơm này vào đây. Đây em phải chén luôn các bạn. Nào nóng nóng nó đỡ thanh. Úi. Đấy, còn nhiều lắm. Đầu xương ở đây anh. Căng xương đầu đây. Đây rồi. Anh cứ múc cái tí ra còn đây này. Đây này, còn nhiều lắm. Đâu đâu, bây giờ đưa ra cho muỗi. Ok. Đấy. Mọi người cứ chia đi. À. Đi, anh em vô đi. Vớt hết rồi. Quả nào cuốn cuốn thế hấp dẫn còn nguyên ớt là ớt đây đây đi đi bác liên tục đi liên tục cứ quyết liệt đi anh chăm sóc không anh chỉ nguyên đi mò mực đấy mò mực bắt mực đây đây mò mực bắt mực cho các em mực ao ấy mực ao nhà mình mà tự nhiên ủa quả dâu chất lượng chưa đấy bé tí thì tìm ủa nó giòn đấy, giòn lắm các bạn. Ủa, ủa sao trong này nó đấy, còn một to. Keo vào, ở đây này anh nhìn gắp mình còn rất to các bạn, to ra so với ở đây thôi, còn mực ra nó là mực nhỏ. Thôi 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 anh, thả đi, để ra cho nguội. Tiếp tục mực và Rồi xong. Cái để đấy. Ngọt đẹp. Cuốn à? Nó làm gì? Rồi cho hết vào. Đúng rồi, đúng rồi. Kị làm hết. Đấy. Mấy con rồi. Bố này, bốn con à? Cho con ăn năm đấy. Ui xà, một quả ớt. Đấy. Chấm xì dầu à? Đấy, đấy. Đấy, để cốc uống bia. Thank you.
hết luôn. Ôi giời ơi, một con à? Không. Làm sao? Đây chị thấy đó. Ôi. Đó. Rồi. Nào, lên. Lên luôn, ngợi như tuyệt đối luôn các bạn. Lên em nó. Những con thuyền này. Chén em nó. Ngợi tuyệt đối. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đấy, em là đưa không mượt, như kỵ đưa rồi, kỵ đưa mượt lắm. Phát một luôn, không chuyển phát nào. Nghẹn ngào, không nói lời. Làm thêm tí măng ớt nữa, ăn nó chua chua, cay cay. Đúng rồi. Đúng rồi luôn. Tí bia đã kìa. Anh em mình, đây, hôm nay mình sẽ cuốn gói kiểu này. À, chơi tầm 5 con gì đấy. Xếp kiểu xếp theo đàn này. Theo hàng theo lối. Ủa, hơi trơn à. Hết luôn này. 5. 5 con luôn. Đấy, cho cái xì dầu. Mình chơi thêm một nhánh ớt nó nhỏ thôi, không dám chơi cả quả mọi người nhá. Quả nó mỗi kỵ làm được. Mời mọi người nhá. Chơi anh em nó rồi. Đấy, quá đơn giản. Ngon. Rất đơn giản. Cay. Cay à? Cay mà. Có một ít sa tế ở cái nước dùng. Cái này là nước. Cay quá. Quá ok luôn. Chua, cay, mặn, ngọt các bạn nhé. Vẫn tiếp tục. Cái phần dâu dâu này ăn rất là giòn nha mọi người nha. Cái nhỏ nhưng mà có võ ấy. Ăn mực và rồi đấy cũng hay đúng không? Nó nhỏ nhỏ đấy nhưng mà ăn khá là ngọt. Thậm chí mình thấy là cái thịt nó ngọt hơn cái thịt của con mực mai to ấy nhỉ? Càng to mình ăn cảm thấy nó không ngon bằng cái mực nhỏ. Nó không ngọt bằng. Nếu mà có con mực trứng thì ngon rồi. Nãy có một con có trứng mà. Một con. Một con. Có ngon rồi. Nói chung là mình là nghỉ một tí đã, phải phá hơi nhanh các bạn. Mình là miền núi mà, giảm mới được có bữa hải sản này cũng giá là ok mọi người nhá. Ok. Nếu mà được tươi sống hẳn ấy, thì anh em mình có thể là ăn sashimi thì sống luôn. Luôn. Ok đấy. Chắc phải có gì về biển hay ra mới có các bạn ạ. Đấy, các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, mua hàng, số điện thoại bên góc màn hình nhá. Ủng hộ anh em không quên nhá. Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chào các bạn nhá.